Hôm nay muội với anh hai đi ngồi ghế đá ở ngoài sân chơi nha. Mão ơi, chào các bạn đi con. Rồi nè, hôm nay còn có một cái bánh nè, mẹ đem cái bánh donut này ra cho hai anh em ăn nè, mà giờ còn có một cái à, làm sao đây, ai ăn ai nhịn đây hả? Đây còn chỉ có một cái bánh thôi, làm sao muội ăn hay Mão ăn? Có một cái à, có như để cho anh hai ăn nha. À, hai đứa ăn luôn á hả? Làm sao, là muội ăn nửa cái, Mão ăn nửa cái phải không? Rồi con mở ra đi, hai anh em cùng ăn bánh nha. Mỗi đứa cắn một cái nha con. Con mở ra đi rồi hai anh em cùng ăn nha. Anh hai đang chờ em mở bánh cho anh hai ăn với á. Để đây rồi, để à mẹ mở giùm cho hai anh em nha. Rồi để mẹ mở cho đây đó, mẹ mở bánh rồi đó. Ừ, nó bị bể, con cứ lấy ra con ăn đi, đâu có sao đâu, cái đó là sô cô la mà. Anh hai mừng quá. Anh hai thèm không? Anh hai thèm bánh không? Thèm bánh không? Anh hai có thèm bánh không? Anh hai thèm quá, cho anh hai ăn đi con. Rồi nè, cho hai ăn nhé. Đây. Không, con cầm cái bánh không thôi, con đừng có cầm cái hộp. Rồi con cầm về anh hai ăn rớt sao? Cầm cái bánh không thôi. Ồ, muội ăn rồi, muội ăn rồi, muội ăn rồi các bạn. Rồi hai ăn nữa, con cắn một cái, hai cắn một cái chứ. Ừ, hai anh em phải được ăn hết chứ. Nha. Yeah. Muội ơi. Cái gì? Con ăn được. À, cái hột đó đó hả? Rồi đút cho hai ăn với con. Cho hai ăn với. Ừ, hai anh em cùng ăn. Rồi anh hai đừng có bấm vậy con. Anh hai nhấn vậy sao ăn được đây. Đó. Cái hộp luôn. Anh hai ăn sô cô la màu hồng, sô cô la dâu màu hồng, mỗi cắn một cái. Đó. Có ngon không? Ngon thì làm sao nè? Yeah. Anh hai ve đi, anh hai giơ tay lên. Yeah. Anh hai mừng quá. Rồi anh hai cắn một cái. Mỗi một mà đứa cắn một cái nha. Thôi, nó muốn rớt cái sô cô la này ra luôn nè. Mỗi cắn đi. Oh. Chào. Làm gì chào chưa mà, đang ăn mà chào gì. Rồi con ăn đi. Nè, cho mũi cầm cái miếng sô cô la nè. Nó cầm nguyên miếng luôn. Cầm nguyên miếng lên ăn luôn con. Nó rớt ra rồi đó. Rồi con cầm lên luôn. Con cầm lên luôn, con cầm thẳng lên luôn nè, tới Mão. Nè, Mão cầm cái miếng sô cô la thôi. Rồi Mão ăn đi, bỏ miệng ăn đi. À. Bỏ ra một miếng nha. Rớt kìa, anh hai bị rớt dính quần rồi kìa, thấy không? Dính quần ở đây nè. À, dính quần ở đó nè, mũi nè, cầm đi con. Rồi anh hai cầm nè, mũi cầm đưa cho anh hai đi con, anh hai anh không lấy được nè, cầm miếng nhỏ thôi. Rồi đưa cho anh hai ăn. Ồ, em đút cho anh hai ăn nha. Có ngon không? Có một cái bánh thôi các bạn ơi, cho nên hai anh em phải ăn chung một cái bánh. Hai anh em phải biết chia sẻ nhường nhịn nhau nha. Hai Mão giấy dép, Mão thay Mão cãi. Trời ơi, hai Mão sao lấy dép em mà trời vậy. Lấy dép. Trời ơi. Đây. Đây. Hai Mão từng đục này nha. Đây nè. Ừ, cái đó để bỏ bánh vô. Bỏ bánh vô nè, mai ăn nè, mẹ chụp miếng nè. À, cho con Mão nè. Hai anh em có một cái bánh nên phải chia sẻ nhau ăn nha. Rồi, anh hai đút em ăn đi. Hai đút em ăn đi. Hai Mão biết nha, hai Mão. Em đút anh hai rồi, giờ tới anh hai đút em đi con. Hai Mão đút em ăn đi. Ờ, nè.
hai mẫu rút em ăn kìa, em ăn đi, em ăn đi. À. Hai rút em. Cho mẹ ăn nữa hả? Rồi cảm ơn nha. Hai giỏi quá à. Mẹ hai đẹp. Cho mụi ăn nữa, cho em mụi ăn nữa. Đó. Anh hai biết chia sẻ, gửi anh hai ăn đi. Mở ăn đi. À, đúng rồi, giỏi quá. Vỗ tay qua hôn anh hai nha. Rồi, hai anh em biết chia sẻ nhường nhịn nhau nha. Mụi nè. Mụi ơi. Mở dọc luôn nè. Hai anh em phải chia sẻ. Một cái nữa nè. Hai đứa dở quá.